Ông Shin Tae-yong phải đòi nợ chứ? Quá khó khăn cho ông Shin. Theo dự đoán của chúng tôi, có thể ông Shin ghi thêm nợ trước Thái Lan kể từ chung kết AFF Cup 2021. Huấn luyện viên Shin Tae-yong mắc nợ huấn luyện viên Quân Kinh ở chung kết AFF Cup 2021 tại Singapore khi Indonesia để Thái Lan lên ngôi vô địch. Chiều ngày 19 tháng 5, hai ông tại tái đấu tại Thiên Trường trong trận bán kể SEA Games 31 giữa U23, Indonesia và U23 Thái Lan. Như thường lệ, huấn luyện viên Quân Kinh lại chỉ ra ưu thế của đối thủ rằng huấn luyện viên Shin Tae-yong rất thuận lợi, ông ấy có dàn cầu thủ giỏi, chơi cùng nhau trong một thời gian rất dài. Họ rất hiểu ý nhau và tôi rất ấn tượng về họ. Họ chơi thứ bóng đá tấn công rất ấn tượng, có cấu trúc đội hình tốt, phương án tốt. Ông Quân Kinh rất biết thừa ra những thứ mà qua đó làm cho Phan Thái nhìn lại thì thấy Quân Kinh thiệt thòi hơn. Tự ông Quân Kinh không có thời gian chuẩn bị nhiều và cầu thủ cũng ít chơi cùng nhau hơn đối thủ. Quân Kinh rất giỏi điều này để có đường lùi và đổ thừa nếu không may thua đối thủ. Huấn luyện viên của Thái Lan còn chỉ ra đội hình đá SEA Games mà ông Shin Tae-yong có được hầu hết là tuyển thủ quốc gia, họ đã vào guồng từ lâu rồi. Nói về mình, Quân Kinh chia sẻ, ông chỉ có một số cầu thủ tốt và là đội tuyển của tương lai. Đó là tương lai chứ không phải hiện tại, mà bây giờ khả năng nhào nặn nên những tuyển thủ tương lai là nhờ. Quân Kinh. Cuối cùng, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh nói rằng Indonesia là tập thể cực tốt, hay nhất bảng A nhưng Thái Lan mới chính là đội vào chung kết. Ông Quân Kinh cũng quả quyết, Thái Lan kết thúc trận đấu trong vòng 90 phút. Trong khi đó, ông Shin Tae-yong cũng ca ngợi U23 Thái Lan và đó là đại diện của quốc gia có số lần vô địch bóng đá nam SEA Games nhiều nhất, 16 lần. Đây là một trận đấu đầy thách thức cho ông Shin đòi nợ. U23 Indonesia vẫn chưa liên lạc, chín muồi như Thái Lan, nhiều cầu thủ chưa đạt được phong độ cao của mình so với hồi AFF Cup 2021. Những cầu thủ mũi nhọn như Wajin, Izzy Maulana, Asnawi, Sardin vẫn chưa thấy có phong độ cao nhất. Dự đoán, Thái Lan thắng 1-0 trong vòng 90 phút. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.